Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh hiện là một trong những điểm nóng về dịch cúm gia cầm H5N1 khi bùng phát nhiều ổ dịch. Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương này đã tiến hành nhiều biện pháp khống chế, nhưng nguy cơ lây lan vẫn tiềm ẩn rất cao bởi đây đang là thời điểm vịt chạy đồng và tập trung tái đàn. Từ ngày hiện tượng này xảy ra, gia đình chị Nguyễn Thị Thiện ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc như mất ăn, mất ngủ. Làm đủ mọi cách, tiêm đủ mọi thuốc nhưng vịt vẫn lăn ra chết. Số vốn ít ỏi sau nhiều năm tích cóp đã đội nón ra đi khi cơ quan thú y kết luận toàn bộ 350 con vịt và 30 con gà của gia đình chị dương tính với cúm A H5N1. Đợt này thì tỉnh là mất mặt đến 38 triệu, nhưng mà dư thả được ngoài đông thì nó lấy được 50 triệu về để nuôi ba đứa con ăn học nữa đó. Đi cả mua này là đầu tư này, mà bữa này là thả đông lắm mất chí. Trước diễn biến của dịch cúm AH5N1 bùng phát tại xã Phú Lộc, địa phương đã tiến hành bao vây ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vaccine trong vùng dịch và vùng lân cận, đồng thời vận động người dân không giấu dịch, vứt gia cầm bị dịch xuống sông Hồ gây ô nhiễm môi trường. Sau khi mà khoanh vùng xong, hết cái vùng trọng điểm vùng dịch thì chúng tôi là tiến hành là tiêm lại, tiêm vét đối với những cái trường hợp hồ nhỏ lẻ mà chưa tiêm. Và đến địa bàn chúng tôi là 10 xóm. Thì để vùng trung tâm dịch này là có 2 xóm. Và đến tại thời điểm này thì chúng tôi đã tiêm đến 6 xóm rồi. Cho đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 2 hộ bùng phát ổ dịch cúm gia cầm H5N1 với số lượng tiêu hủy lên đến gần 2.000 con. Điều đáng nói là từ kết quả rà soát đã phát hiện nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nằm trong vùng dịch có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi khá thấp. Ngoài ra, hiện nay đang là thời điểm nông dân tập trung tái đàn. Do vậy, việc vận chuyển, du nhập giống gà vịt từ các địa phương khác vô tình mang mầm bệnh về là rất lớn. Chi cục đã có mặt kịp thời, phối hợp với chính quyền địa phương huyện xã là để thứ nhất là thống kê giám sát đàn gia cầm, thứ hai là giám sát chặt chẽ cái đàn gia cầm tại cái ổ dịch và thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường cái ổ dịch, và đặc biệt là tiêu hủy là toàn bộ số gia cầm ổ dịch. Về cái nguyên nhân đó là hiện nay là thứ nhất là về cái thời tiết chuyển mùa, thứ hai là cái vaccine tiêm phòng đợt 1 năm 2015 là đã hết hiệu giá, cái tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm là rất cao, cho nên là rất là dễ là bùng phát cái dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm. Mặc dù những ngày qua ở Hà Tĩnh không xuất hiện thêm ổ dịch nào, tuy nhiên nguy cơ lây lan vẫn đang còn tiềm ẩn. Cùng với những biện pháp như thành lập chốt bảo vệ túc trực 24/24 giờ để tránh việc vận chuyển gia cầm từ nơi này đến nơi khác hoặc từ vùng dịch ra ngoài, người chăn nuôi cần nêu cao ý thức cảnh giác với dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát.